Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, là nhóm các nước có thương hiệu mạnh, có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới. Các sản phẩm được vinh danh thương hiệu quốc gia đã góp phần quan trọng trong xu thế phát triển chung của đất nước. Sau khi đại dịch COVID-19 đi qua, nắm bắt xu thế tiêu dùng xanh, người tiêu dùng cũng đã quan tâm hơn đến sức khỏe. Vì vậy, các doanh nghiệp trong nước đã nhanh chóng thúc đẩy các hoạt động kinh tế xanh, chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng, thúc đẩy phát triển thương hiệu hàng hóa tiêu dùng Việt Nam, tạo sức lan tỏa, niềm tự hào về doanh nghiệp Việt và sản phẩm Việt. Với giá trị thương hiệu của Tài Ký có từ 1976, chúng tôi luôn đặt tiền đề của chúng tôi là về chất lượng. Nên đối với người Việt Nam rất là tin dùng về sản phẩm của chúng tôi, và chúng tôi cũng muốn tất cả những cái doanh nghiệp của Việt Nam luôn luôn hướng đến chất lượng và uy tín để người tiêu dùng tin tưởng về cái sản phẩm của mình, để ủng hộ sản phẩm của Việt Nam trong nước thì thế giới mới tin tưởng để mà thấy được cái sản phẩm của Việt Nam là sản phẩm có uy tín về chất lượng. Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái bền vững trong cái việc là giảm những cái tác động tới môi trường. Cũng là một cái thương hiệu quốc gia thì chúng tôi cũng ý thức được rằng là phải có cái kế hoạch. Toàn bộ những các cái chất thải rắn ấy, chúng tôi đều có phân loại và đều có thu gom, quản lý, kiểm soát. Vì là cái doanh nghiệp sản xuất cái đồ dinh dưỡng thì chúng tôi sử dụng rất nhiều nước trong các việc vệ sinh các cái trang thiết bị máy móc ống và hệ thống nhà xưởng. Là một trong số những doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia, doanh nghiệp này đã thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thị trường trong nước với hệ thống từ kênh truyền thống đến hiện đại, chủ động hướng đến sản xuất xanh, có giá trị kinh tế, linh hoạt thích ứng và vượt qua rào cản thương mại để tăng trưởng trong thời gian tới. Đa phần những cái sản phẩm của mình nó là đặc biệt, và đặc biệt là đây là mình vừa sử dụng những cái sản phẩm nó mang tính thân thiện với môi trường, để tuân thủ pháp luật, tức là tất cả mọi cái đều gọi là xanh sạch. Đặc biệt với chủ động là một cái thương hiệu mà mang thương hiệu quốc gia, và cũng là một cái sản phẩm mà thương hiệu như vậy, và cũng là một cái nơi du lịch. Cho nên là chúng tôi là luôn luôn đặt về cái an toàn về môi trường cũng như là cái sự an toàn của những người sử dụng, an toàn của người lao động lên hàng đầu. Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển hàng hóa thương hiệu Việt Nam đến cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cùng chung tay hưởng ứng vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây là cơ sở để cộng đồng doanh nghiệp đưa các sản phẩm thương hiệu Việt với giá thành hợp lý, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường đến với người tiêu dùng, và mỗi một sản phẩm thương hiệu Việt được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn là góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, giải quyết vấn đề về lao động, giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất. Để xây dựng được và đi được xa cũng như là lớn mạnh hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam mà chiếm lĩnh được thị trường thì rất cần sự phối hợp giữa các hệ thống doanh nghiệp mà từ sản xuất cho đến phân phối, để giúp cho hàng hóa Việt Nam được có giá thành là hợp lý nhất, thấp nhất nhưng mà lại chất lượng cao nhất, xây dựng được thương hiệu tốt nhất và cùng nhau tạo ra được những cái sản phẩm hàng hóa cạnh tranh được với những hàng hóa nhập ngoại mà các hiệp định thương mại tự do hiện nay có hiệu lực. Đặc biệt hơn nữa, đối với nhóm hàng, nhóm dịch vụ về bán lẻ thì chúng ta cũng cần một sự hỗ trợ từ phía người tiêu dùng, từ phía các doanh nghiệp sản xuất, để làm sao các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tồn tại, phát triển được, vững mạnh được và cạnh tranh được trên thị trường trong nước 100 triệu dân đang hết sức hấp dẫn. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị từ năm 2009 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thị trường trong nước qua việc phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, động viên các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức, giải quyết những khó khăn, đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.